lại nữa thiện hiện, có các ác ma giả dạng bí xô, oai nghi đĩnh đạc. Hình mạo đoan nghiêm, Bồ Tát thấy họ tâm sanh ái trước do đó tổn giảm trí nhất thiết trí Nên việc nghe hỏi, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy diễn nói bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng thành Nên biết đó là ma sự của Bồ Tát lại nữa thiện hiện có các ác ma giả dạng làm Phật, thân toàn màu vàng, hào quang một tầm, đầy đủ 32 tướng đại trượng phu, 80 vẻ đẹp, để tự trang nghiêm bồ tát thấy rồi sanh tâm ái trước do đó tổn giảm trí nhất thiết trí nên việc nghe hỏi sao chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy diễn nói bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng thành nên biết đó là ma sự của bồ tát lại nữa thiện hiện có các ác ma hóa làm hình phật có bí xô vây quanh tuyên nói pháp yếu bồ tát thấy rồi tâm sanh ái trước nên nghĩ thế này ta nguyện đời vị lai cũng sẽ như thế do đó tổn giảm trí nhất thiết trí nên việc nghe hỏi sao chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy diễn nói bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng thành nên biết đó là ma sự của bồ tát lại nữa thiện hiện có các ác ma hóa làm hình đại bồ tát hoặc trăm hoặc ngàn cho đến vô lượng hành bố thí ba la mật đa hoặc hành tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa bồ tát thấy vậy tâm sanh ái trước do đó tồn giảm trí nhất thiết trí nên việc nghe hỏi sao chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy diễn nói bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng thành nên biết đó là ma sự của bồ tát vì sao? Này thiện hiện vì ở trong bát nhã ba la mật đa sâu xa, sắc không có sở hữu, thọ tưởng hành thức không có sở hữu. Nếu trong pháp ấy sắc không sở hữu, thọ tưởng hành thức không sở hữu, thì trong pháp ấy Phật cũng không sở hữu, Bồ Tát, Thanh Văn và các độc giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không. Này thiện hiện ở trong bát nhã ba la mật đa sâu xa, nhãn xứ không sở hữu, Nhĩ tí thiệt thân ý xứ không sở hữu nếu trong pháp ấy nhãn xứ không sở hữu Nhĩ tí thiệt thân ý xứ không sở hữu thì trong pháp ấy phật cũng không sở hữu bồ tát thanh văn và các độc giác cũng không sở hữu vì sao vì tự tánh của tất cả pháp là không này thiện hiện ở trong bát nhã ba la mật đa sâu xa sắc xứ không sở hữu thanh hương vị xúc pháp xứ không sở hữu nếu trong pháp ấy sắc xứ không sở hữu thanh hương vị xúc pháp xứ không sở hữu thì trong pháp ấy phật cũng không sở hữu bồ tát thanh văn và các độc giác cũng không sở hữu vì sao? Vì tự tánh của tất cả Pháp là không. Này thiện hiện ở trong bát nhã ba la mật đa sâu xa, nhãn giới không sở hữu, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra không sở hữu. Nếu trong Pháp ấy nhãn giới không sở hữu, sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra không sở hữu, thì trong Pháp ấy Phật cũng không sở hữu, Bồ Tát, Thanh Văn và các độc giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả Pháp là không. Này thiện hiện, ở trong bát nhã ba la mật đa sâu xa, nhĩ giới không sở hữu, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm chuyên sanh ra không sở hữu. Nếu trong Pháp ấy nhĩ giới không sở hữu, thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra không sở hữu, thì trong Pháp ấy Phật cũng không sở hữu, Bồ Tát Thanh Văn và các độc giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả Pháp là không. Này thiện hiện, ở trong bát nhã ba la mật đa sâu xa, tĩ giới không sở hữu, hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc, cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sinh ra không sở hữu, nếu trong Pháp ấy tĩ giới không sở hữu, thương giới cho đến cao thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra không sở hữu thì trong pháp ấy Phật cũng không sở hữu Bồ Tát thanh văn và các độc giác cũng không sở hữu vì sao vì tự tánh của tất cả pháp là không này thiện hiện ở trong bát nhã ba la mật đa sâu xa, thiệt giới không sở hữu, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra không sở hữu. Nếu trong pháp ấy thiệt giới không sở hữu, vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra không sở hữu, thì trong pháp ấy Phật cũng không sở hữu, Bồ Tát, Thanh Văn và các độc giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không. Này thiện hiện, ở trong bát nhã ba la mật Phật đa sâu xa, thân giới không sở hữu, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra không sở hữu. Nếu trong Pháp ấy, thân giới không sở hữu, xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra không sở hữu, thì trong Pháp ấy Phật cũng không sở hữu, Bồ Tát Thanh Văn và các độc giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả Pháp là không này thiện hiện ở trong bát nhã ba la mật đa sâu xa ý giới không sở hữu pháp giới ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra không sở hữu nếu trong pháp ấy ý giới không sở hữu pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra không sở hữu thì trong pháp ấy phật cũng không sở hữu bồ tát thanh văn và các độc giác cũng không sở hữu vì sao vì tự tánh của tất cả pháp là không